Em ơi, chị lấy cái này này. Chị lấy cái này nhé. Yeah.
là ba đi chợ lâu thế. Lấy chổi về quét nhà. Bác mua vịt, còn cặp sách này bác mua cho cháu. Mai bác xin cho cháu đi học nhá. Dạ. Cháu đi học rồi. Bác vịt, vịt con cho cháu đó. Quay xem cho bác xem có đẹp không? Ồ đẹp nè, vừa đấy. Vừa đấy. Mai đi học. Đưa đi học nhá. Dạ. Cháu một mình ở nhà có buồn không? Hả. Có sợ không? Dạ. Thế nhá. Dạ. Bác ơi cho cháu lại ra một tí nữa. Chưa cất á? Bác bảo chưa. Cất mà. Cháu ơi nóng quá vào nhà đi. Dạ. Cất nhé. Dạ. Lượn đến bây giờ. Ôi nóng quá nhỉ. Nóng. Nóng đâu mà nóng. Cháu nói cháu quét nhà lại. Đã xem răng của cháu nè. Mà chưa dạ, chưa mọc nhỉ. Thấy lâu nhỉ. Không mọc được nhỉ. Buộc tóc xong mình đi. Thả vịt. Không, vịt thì có thả vịt nhưng mà không có chỗ thả. Mình đi lấy cái ni lông hôm nọ mình vịt. Con vịt bé thì mày lớn bác. Thời gian lâu nó mới lớn. Con vịt này nhỏ quá. Ba đi lấy thịt. Cám cho nó ăn một tí ra nó đói lắm. Nóng. Con vịt nó muốn ăn lắm rồi.
Thế bây giờ xem đất ở đâu thì đi đi xem kiểm tra đi kia. Vâng, đất bên kia đi đi xem. Đi bắt đầu đi. Thế bây giờ cháu lấy thử trên hay có thống nhất rồi chưa? Rồi cháu cũng đưa thử trên cho vợ, thử dưới cháu lấy bây giờ thì theo bác trưởng hộ cũng ở đây có mặt cả chú bên này nhất trí chia cho vợ với con dưới này. Bây giờ ông lấy thử dưới thế đi. Bây giờ thống nhất như thế nhá, không mai mốt con được tranh chấp nhá. Vâng. À, chào chị Tùng Hê. Xin mày. Trung hầu ôi tạt tiêu. Chấm hai bùa, như tờ áo ở y hoa này mì khao. Oh.
chấm bụa quá tin mà ạ. Ha mà. Thank you.
cháu đi hà không gì khác nóng lắm mà chắc con gì muốn vào chùa gì này được con ra cháu đi lấy nước nha. Nhiều một tí để cháu lại đi lấy chứ. Ta cũng nhìn đi tìm đi đó cho lấy cái của nó đó you
Tắm gì mà lâu thế? Cái má bác thay quần xong bỏ thuốc nào. Mặc quần áo đi nhé. Về nhà đi. Ba. Đây. Rồi. Đi ăn đi. Về nhà đi cháu. Chân của bác còn đau á? Đây, chân đau lắm rồi.